Xin chào mọi người, mình là Tùng đến từ Thiên Minh Auto Safety. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách điều chỉnh một số các tính năng của bộ sản phẩm Mobileye 630. Các bước điều chỉnh này thì có thể được thực hiện ngay trên màn hình iWatch của bộ sản phẩm. Và các bước hướng dẫn rất là dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể thực hiện được. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào quý khách hàng, công ty Thiên Minh Auto Safety xin gửi tới quý khách quy trình tùy chỉnh cảnh báo trên màn hình iWatch của thiết bị Mobileye 630. Chú ý, trong lúc cài đặt quý khách nên nổ máy xe, đỗ xe ở khu vực an toàn và tuyệt đối không vừa lái xe vừa điều chỉnh để tránh gây ra các tai nạn đáng tiếc. Trong menu điều chỉnh cơ bản có các tính năng như điều chỉnh độ nhạy lệch làn, điều chỉnh cảnh báo giảm tốc độ thông qua nhận diện báo giao thông. Với hai tính năng này, kỹ thuật viên của Thiên Minh đã cài đặt với mức tiêu chuẩn, quý khách không nên tự ý điều chỉnh theo ý của mình để tránh gây ra các cảnh báo sai lệch. Trên màn hình iWatch có 3 nút, nút trừ, nút menu, cộng để tăng giảm âm lượng của hệ thống. Khi màn hình đang ở chế độ hoạt động bình thường, quý khách ấn nút trừ hoặc cộng để giảm hoặc tăng âm lượng. Để điều chỉnh âm lượng tính năng cảnh báo lệch làn, quý khách giữ đồng thời nút cộng và trừ trong 2 giây. Biểu tượng menu nâng cao hiện ra, nhấn menu để chọn vào. Điều chỉnh sang biểu tượng điều chỉnh âm lượng của lệch làn, nhấn menu để chọn vào điều chỉnh âm lượng. Nhấn cộng hoặc trừ để tăng hoặc giảm âm lượng. Sau khi điều chỉnh âm lượng mong muốn, quý khách giữ nguyên màn hình trong 5 giây để hệ thống lưu lại cài đặt. Để điều chỉnh chức năng nhắc lại giám sát khoảng cách với phương tiện phía trước đầu xe, quý khách giữ đồng thời nút cộng và trừ trong 2 giây. Biểu tượng bánh răng cài đặt hiện ra, nhấn menu để chọn vào menu nâng cao. Nhấn chọn vào biểu tượng nhắc lại khoảng cách với phương tiện phía trước đầu xe. Nhấn trừ hoặc cộng để giảm hoặc tăng thời gian cảnh báo. Sau khi điều chỉnh về thời gian mình mong muốn, quý khách giữ nguyên màn hình trong 5 giây để hệ thống tự lưu lại cài đặt. Để điều chỉnh âm lượng của chức năng giám sát khoảng cách với phương tiện phía trước đầu xe, quý khách giữ đồng thời nút cộng và trừ trong 2 giây. Biểu tượng bánh răng menu điều chỉnh nâng cao hiện ra, ấn menu để chọn vào. Chỉnh sang biểu tượng âm thanh cảnh báo chức năng giám sát, nhấn menu chọn và điều chỉnh. Nhấn trừ hoặc cộng để giảm hoặc tăng âm lượng cảnh báo. Sau khi điều chỉnh với mức âm lượng mong muốn, quý khách giữ nguyên màn hình trong 5 giây để hệ thống tự lưu lại cài đặt. Để điều chỉnh thời gian cảnh báo chức năng giám sát đối với phương tiện phía trước đầu xe, quý khách ấn menu một lần. Ấn dấu cộng cho đến khi biểu tượng điều chỉnh thời gian giám sát hiện ra, ấn menu để chọn vào điều chỉnh thời gian. Ấn trừ hoặc cộng để giảm hoặc tăng thời gian cảnh báo. Sau khi điều chỉnh được thời gian phù hợp, quý khách giữ nguyên màn hình trong 5 giây để hệ thống tự lưu lại cài đặt. Để điều chỉnh độ sáng màn hình, quý khách ấn menu một lần. Biểu tượng độ sáng màn hình hiển thị ra, ấn menu để chọn vào điều chỉnh. Ấn trừ hoặc cộng để giảm hoặc tăng độ sáng màn hình. Sau khi chỉnh được độ sáng phù hợp, quý khách để yên màn hình trong 5 giây để hệ thống tự lưu lại cài đặt và điều chỉnh. Trong menu nâng cao còn rất nhiều cài đặt khác, quý khách vui lòng không tự ý điều chỉnh theo ý của mình, vì các kỹ thuật viên của Thiên Minh đã cài đặt theo mức tiêu chuẩn, tránh gây ra các cảnh báo sai lệch của hệ thống làm ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Xin cảm ơn quý khách. Như quý vị thấy thì các bước để điều chỉnh các tính năng của hệ thống Mobileye 630 có thể được thực hiện rất đơn giản, dễ dàng và bất cứ ai đã được hướng dẫn thì đều có thể thực hiện được. Thiên Minh Auto Safety chúng tôi luôn luôn hy vọng rằng hệ thống Mobileye 630 sẽ đồng hành với sự an toàn của quý vị và gia đình trên mọi nẻo đường của Tổ quốc. Hãy nhớ like, subscribe kênh của Thiên Minh Auto Safety và nhớ đón đợi những clip tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn.